và mình cảm thấy mình chín chắn hơn mỗi ngày, chứ em chưa dám nói trưởng thành đâu, tại vì có những lúc em cũng trẻ trâu lắm. Và mình quan trọng hơn, mình tạo được công ăn việc làm cho nhiều người. Cho nên em nghĩ là về đánh giá về chất lượng công việc giữa em với các bạn thì maybe có thể các bạn nghĩ là em khó. Nhưng mà về đời sống bình thường, về quan hệ giữa sếp và nhân sự thì em không nghĩ là các bạn nghĩ em khó, vì em separate, em tách nó ra rất là rõ ràng. Em là kiểu người não trái phát triển nhiều hơn não phải, em logic học nhiều hơn. Cho nên cái lúc nào em đang gặp phải vấn đề, em sẽ tìm cách xử lý thôi. Xử lý ngay lúc đấy. Cảm xúc của em nó khá là tích cực.